Còi báo động vang khắp Ukraine do vệt sáng bí ẩn trên bầu trời. Còi báo động vang lên ở nhiều khu vực của Ukraine sau khi những vệt sáng bí ẩn kèm tiếng nổ xuất hiện trên bầu trời đêm Kiev. Đêm 19 tháng 4, còi báo động vang lên ở nhiều vùng của Ukraine gồm khu vực Kiev, Sumy, Kharkov, Dnipro, Zaporizhia, Donetsk. Theo chính quyền quân sự Kiev, không quân Ukraine đã phát hiện vệt sáng bí ẩn và mục tiêu lạ trên không gần Kiev một mục tiêu được phát hiện trên bầu trời, lực lượng phòng không trong tình trạng báo động, người dân hãy ở nguyên trong hầm trú ẩn, lặng lẽ theo dõi thông tin, không quay phim hay đăng tải bất cứ điều gì trên mạng, chính quyền Kiev thông báo. Shohi Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cũng cho biết trên Telegram, khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 4, vết sáng của một vật thể trên không bí ẩn được phát hiện ở vùng trời Kiev. Theo thông tin ban đầu, đây có thể do vệ tinh NASA rơi xuống trái đất. Quan chức này nêu rõ thêm, Còi báo động được kích hoạt để cảnh báo nguy cơ thương vong do mảnh vỡ trên không gây ra. NASA hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vệ tinh khoa học không còn tồn tại có tên Registry, trọng lượng khoảng 270 kg lao thẳng vào bầu khí quyển tối ngày 19 tháng 4. Vị trí quay trở lại không được tiết lộ do sự không chắc chắn kéo dài về thời gian và địa điểm nó có thể rơi xuống. Tuy nhiên, NASA khẳng định nguy cơ các mảnh vệ tinh gây tổn hại cho con người trên mặt đất là rất thấp hầu hết vệ tinh sẽ bị đốt cháy khi quay trở lại trái đất. Chỉ một số bộ phận được cho là sẽ tồn tại. Trong một diễn biến liên quan khác, không quân Ukraine tối cùng ngày cho hay hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 10 trong số 11 máy bay không người lái UAV trong một cuộc tập kích của Nga. Tối nay, đối phương tiếp tục tấn công Ukraine bằng các UAV tự sát phóng từ khu vực Đông Nam các đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân Biển Đông đã phá hủy 10 trong tổng số 11 UAV Shahid 136 trên 131 của đối phương. Thông cáo nêu rõ, Nga được cho là thường xuyên sử dụng UAV Shahid do Iran sản xuất để thực hiện các cuộc tập kích ở Ukraine. Ban đầu, Ukraine dùng các pháo phòng không giá rẻ để bắn hạ các UAV này của Nga. Tuy nhiên, sau đó, Nga đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang tập kích vào ban đêm, khiến pháo phòng không Ukraine gần như không còn hiệu quả. Do vậy, Ukraine buộc phải dựa vào các hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền hơn nhiều để đối phó. Theo giới chuyên gia, Ukraine ngày càng tỏ ra thuần thục kỹ năng bắn hạ UAV. Nhưng về lâu dài, tranh lệch giá thành quá lớn giữa tên lửa phòng không Ukraine và UAV Nga có thể mang lại lợi thế cho Moscow. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng đây có thể là tính toán của Nga nhằm làm cạn kiệt nguồn lực phòng không Ukraine. Nga-Ukraine tập hợp quân đội sẵn sàng cho giai đoạn mới của cuộc xung đột lãnh đạo của cả nga và ukraine đã liên tiếp đến thăm các cơ sở quân sự đang đóng quân ở gần tiền tuyến hãng tin ap đưa tin tổng thống nga vladimir putin đã đến thăm các sở chỉ huy lực lượng đang chiến đấu ở ukraine lần thứ hai trong hai tháng trong khi tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng đã thực hiện chuyến đi mới nhất gần tiền tuyến Điện Kremlin cho biết ngày 17 tháng 4, ông Putin đã tới sở chỉ huy của các lực lượng Nga ở tỉnh Kherson bằng trực thăng, sau đó đến trụ sở của lực lượng vệ binh quốc gia Nga ở tỉnh Lugansk. Ngày 18 tháng 4, ông Zelensky cũng thăm các đơn vị chiến đấu ở thành phố Avdiivka phía đông Donetsk, nơi đang diễn ra các trận giao tranh ác liệt. Tại đây, ông đã trực tiếp nghe các báo cáo về các trận chiến và trao phần thưởng cho các binh sĩ. Các thông tin chi tiết khác về chuyến thăm của hai vị lãnh đạo không được công bố. Tuy nhiên, tất cả được nhận định đều nhằm cho mục đích củng cố quyết tâm của binh lính khi cuộc xung đột sắp bước sang giai đoạn mới và Kiev đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc phản công mùa xuân bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Các nỗ lực hòa giải quốc tế gần như đã bị rơi vào thế bế tắc khi giao tranh ác liệt vẫn xảy ra phía đông Ukraine, đặc biệt là xung quanh thành phố Bakhmut, nơi đã chứng kiến trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong hơn 8 tháng qua. Mặc dù Nga thông báo đã chiếm được gần 90% Bakhmut, nhưng phần lớn khu vực Donetsk, Kherson và Zaporozhia cũng như một số khu vực của tỉnh Lugansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Kiev. Trước đó, chính phủ Ukraine đã thúc giục đồng minh nhanh chóng hỗ trợ các hệ thống phòng không để chuẩn bị cho một cuộc phản công mới giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và Đức dường như là nước đầu tiên đáp ứng yêu cầu này. Theo trang web chính thức của chính phủ Liên bang Đức, một hệ thống tên lửa phòng không Patriot cùng một số thiết bị quân sự khác đã được chuyển giao cho Ukraine trong tuần qua. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat đã từ chối xác nhận thông tin này, tuy nhiên nhận định rằng việc nhận tổ hợp tên lửa Patriot sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt cho phép quân đội nước này hạ gục các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách xa hơn. Ngoài ra, Mỹ và Hà Lan cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ Patriot cho Kiev trong khi một nhóm 65 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở Oklahoma vào tháng trước về cách sử dụng những khí tài sắp được cung cấp. Patriot là hệ thống tên lửa dẫn đường đất đối không được triển khai đầu tiên vào những năm 1980, có thể nhắm mục tiêu máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần ít nhất 20 khẩu đội Patriot cho cuộc phản công sắp tới. Giới chức Ukraine cho biết họ đang cố gắng làm tiêu hao lực lượng Nga ở miền đông Ukraine, trong khi chuẩn bị cho một cuộc phản công. Theo đó, một máy bay không người lái của Kiev đã tấn công một văn phòng quân sự của Moscow ở thị trấn Novosibirsk, khiến tòa nhà bị hư hại, nhưng may mắn là không có ai bị thương trong vụ việc. Các quan chức Ukraine, theo thông lệ trước đây, đã không bình luận về vụ việc. Nga tích hợp UAV cảm biến trên robot sát thủ diệt tăng Nga lên kế hoạch đưa UAV cảm tử BAS-80 lên robot chiến đấu sát thủ diệt tăng Marker, tạo thành cặp vũ khí không người lái hiệp đồng tác chiến. Ria Novosti đưa tin, Jacqueline Dudorov, giám đốc điều hành của nhà thầu Android Technology cho biết, robot Marker do công ty này sản xuất sẽ được tích hợp UAV cảm tử cỡ nhỏ BAS-80. Ông Dudorov cho hay, Android Technology đang phát triển BAS-80 phiên bản không có thuốc nổ Mục tiêu chính đằng sau việc phát triển BAS80 là tích hợp nó với robot marker. Ông Oleg Mastianov, người đứng đầu trung tâm phát triển công nghệ và các yếu tố cơ bản của người máy, thuộc quỹ nghiên cứu tiên tiến Nga cho biết, marker được phát triển để có thể khai hỏa mục tiêu nhanh hơn nhiều lần so với con người. Marker được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng tầm bắn đến 6 km cùng với súng máy hạng nặng và một số vũ khí khác nặng khoảng 3 tấn, marker được trang bị khả năng di chuyển tự động tiên tiến dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận dạng đối tượng. Giới chức Nga cho hay robot sát thủ diệt tăng này có khả năng lựa chọn mục tiêu một cách độc lập và tấn công bằng phương tiện pháo thích hợp. Robot này có thể phân biệt giữa dân thường và quân nhân để nhắm mục tiêu vào những người gây ra mối đe dọa trực tiếp. Phía Moscow nói rằng marker có khả năng phá hủy xe tăng, kể cả các xe tăng hiện đại của phương Tây như Abram, Leopard, cũng như các mục tiêu trên không. Giới chức Nga cho biết, robot marker có khả năng xác định độc lập mục tiêu, ưu tiên. Ví dụ, nếu nó phát hiện ra một nhóm mục tiêu, nó sẽ tự động chọn để tập kích mục tiêu nếu có giá trị nhất bằng hỏa lực phù hợp. Ngoài ra, Android Technology đang phát triển các công nghệ cho phép marker phóng UAV, kiểm soát, chuyển động và tấn công mục tiêu chính xác. UAV này có phạm vi bay lên tới 30 km và có thể lảng vàng trên không trong tối đa 18 phút ông dudorov nhấn mạnh rằng những uav này nhẹ và rẻ hơn so với những chiếc đang được sử dụng trong quân đội nga tuy nhiên các chức năng của uav tương đối đơn giản hơn nếu so với lancet uav cảm tử đang được xem là mạnh nhất của nga mặc dù vậy việc kết hợp hai thiết bị không người lái cho thấy tương lai của công nghệ này trong hoạt động tác chiến việc sử dụng các vũ khí này sẽ giúp quân đội nga giảm thiểu thiệt hại về nhân sự trên chiến trường đồng thời đảm bảo hiệu quả tấn công như khi người thật tham chiến